Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng chưa bao giờ môi trường chính trị, kinh tế và an ninh quốc tế lại đứng trước đồng thời nhiều khó khăn thách thức như hiện nay. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có quyền lạc quan và hy vọng về tương lai, bởi vì hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là dòng chảy, là xu thế lớn. Một thế giới không có chiến tranh, nhân loại không còn đói nghèo là điều mong mỏi, là mẫu số chung của các nỗ lực hợp tác toàn cầu. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, với chủ đề vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, hội nghị một lần nữa khẳng định vai trò của lực lượng thanh niên trong thời đại số. Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới, đã lấy hình ảnh mùa xuân, mùa tươi đẹp nhất trong năm để nói về tuổi trẻ. Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Người cũng đã khẳng định, thanh niên là người chủ tương lai của những nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do thanh niên. Tuổi trẻ, thanh niên chính là lực lượng gánh vác sứ mệnh, trách nhiệm lịch sử trong công cuộc hội nhập và phát triển ở mỗi quốc gia và sự thịnh vượng chung của thế giới. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tại các phiên thảo luận chuyên đề, các đại biểu tập trung thảo luận về những việc cần làm và làm như thế nào để tuân thủ và bảo đảm luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc là điều kiện then chốt để giữ gìn và vun đắp hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Vai trò của các nước phát triển, các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và giới trẻ trong giải quyết các vấn đề có tính toàn cầu như chuyển đổi số bền vững và an toàn, chuyển đổi năng lượng công bằng, thích ứng với biến đổi khí hậu và lan tỏa mạnh mẽ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Cần tiếp tục làm gì và làm như thế nào trong việc hoạch định, thực thi pháp luật và tổ chức hành động hướng tới hạnh phúc của người dân? Giải pháp phát huy giá trị văn hóa và con người trong phát triển bền vững, thúc đẩy tôn trọng sự đa dạng văn hóa trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong thông điệp gửi tới hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng khẳng định giới trẻ có những lợi thế to lớn trong tận dụng các cơ hội, nhất là các cơ hội do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, là lực lượng nắm giữ chìa khóa để mở ra những cánh cửa mới, những cách nghĩ và cách làm mới để xử lý hiệu quả những thách thức chung toàn cầu trong hiện tại và tương lai. Tôi đánh giá cao chủ đề, vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của hội nghị lần này. Vì nó phản ánh mối quan tâm chung của chúng ta là làm thế nào để tận dụng được những thành tựu vượt bậc mà khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mang lại, tăng cường hợp tác và liên kết quốc tế nhằm đẩy nhanh hơn nữa việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời mở rộng sự tham gia của giới trẻ vào việc giải quyết các vấn đề toàn cầu, đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng cho tất cả các nước trên thế giới. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng rằng Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác cùng nghị viện các nước để biến các khuyến nghị, nghị quyết của Liên minh Nghị viện Thế giới nói chung và của Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu nói riêng thành hành động cụ thể, qua đó đóng góp thiết thực và hiệu quả vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới Duarte Pacheco nhấn mạnh vai trò của thanh niên, giới trẻ trong sự phát triển của mỗi quốc gia và cho rằng chúng ta cần những hội nghị như thế này để đoàn kết các nghị sĩ trẻ và củng cố ảnh hưởng của họ bằng cách học hỏi lẫn nhau và trao đổi về những chiến lược phát triển trong thời gian tới. Ngài Duarte Pacheco cũng mong muốn các nghị sĩ trẻ sẽ có những trao đổi hết sức thực chất và hiệu quả để cải thiện và thay đổi những vấn đề chung mà thế giới chúng ta đang gặp phải, hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.